Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện quyển trung. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện danh hiệu địa ngục phẩm thứ 5 Phổ Hiền hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giác, xin ngài vì trời rồng bạc hồ và chúng sanh trong đời sau mà nói danh hiệu của địa ngục là nơi thọ báo và chúng sanh mắc phải thuộc khổ trong quả diêm phù đề ở thời tới ba này, và nói những quả báo không lành làm tất cả chúng sanh trong đời mặc báo sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Nếu tôi đứng ở thượng đức Phật và ở lực nhân giác mà nói danh hiệu địa ngục cùng tôi bảo và báo danh hiệu địa ngục, thưa nhân giác, phương đông của quả diêm phù đề có dạ núi tên là Thiệt Vi, dạ núi độ tối thâm thẳm, trong đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn quả là cực vô giá, đây có địa ngục và đá tì, đây có địa ngục và tự giác, đây có địa ngục và hoặc tiệm địa ngục là giác sơ, đây có địa ngục thông thương, đây có địa ngục thiệt xa, đây có địa ngục và thiệt xa, đây có địa ngục và thiệt mũi ý, địa ngục thiệt lưng nực, đây có địa ngục thiệt lưu, địa ngục thiệt niệm, đây có địa ngục thiệt ly, đây có địa ngục là dương đồng, đây có địa ngục bảo trụ, đây có địa ngục lưu hoặc, địa ngục tọa thụ, địa ngục là thiết tước, địa ngục là đạo nhạc, đây có địa ngục là thiệt hoàng, đây có địa ngục là tận lùng, đây có địa ngục là thiệt thù, đây có địa ngục đá sơ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Tư nhân giác, những địa ngục như thế trong giải núi Thiệt Vi có nhiều vô hạn, đây có địa ngục kiểu quả, địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẩm liễu, địa ngục đồng tọa, địa ngục họ tơ, địa ngục họ cầu, địa ngục họ mạc, địa ngục họ ngu, địa ngục họ thật, địa ngục họ sàng, địa ngục họ lương, địa ngục họ ân, địa ngục cửa nha, địa ngục bạc bì, địa ngục ống thuyết, địa ngục thiếu thủ, địa ngục thiếu cước, địa ngục đạo thức, địa ngục thiệt ốc, địa ngục họ ốc, địa ngục họ la. Những địa ngục như thế trong một nghiệp lớn lại có những địa ngục nhỏ hoặc 1, 2, 3, 4, có đến 100.000 danh hiệu chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Đó là do những chúng sanh với quả diêm phù đề tạo ác, làm điều ác nên cảm về đó những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sẵn về núi Tu Di, có thể sâu nhiều bằng cả, có thể nắm chặt đầu thánh, vì thế chúng sanh trở nên thân điều vậy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù mạnh muốn cũng phải chịu lấy, như chỉ thân như ta với con mỗi người theo nghiệp mà đi gặp được. Dù gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương qua đường Đức Phật và mà nói số lượng như thế trong mong giả tầm cái lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dẫu từ lâu tôi đã biết tội báo trong ba đời ác đạo rồi, song tôi muốn nhân giả nói ra để tất cả chúng sanh có lòng hành ác sau này nghe lời dạy của nhân giả mà biết quy ước theo giả cả của Phật. Tội báo trong địa ngục, ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Với nhân giả nhận địa ngục, tội báo trong địa ngục như vậy, hoặc là có địa ngục kéo người tội ra cho lựa người tội ra cho trong bảy người đến đó, hoặc có địa ngục moi tiếng người tội cho quỷ giả sát âm, hoặc có địa ngục vạc dầu suối sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đồ cổ đồng chạy bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lời lẫn thất vào thân người tội, hoặc có địa ngục cả thùng là bắn giả, hoặc có địa ngục mối hoàng đầu cùng tiệt, hoặc có địa ngục lao gai thân sắc, hoặc có địa ngục đấm nhiều giả lựa, hoặc địa ngục chỉ đập tay lưng, hoặc có địa ngục chỉ đột chân tay, hoặc có địa ngục cho nặng sắc quẩn cẳng, hoặc có địa ngục nước chúa đuổi chỗ sắc, hoặc có địa ngục động ác đuổi sắc. Thì nhân giả như địa ngục như thế trong mỗi ngục là có những khí cụ hình thành tội nhân bằng đồng bằng sắc bằng đá bằng lửa. Một khí cụ hình này là do hành nghiệp quậy ác của chúng sanh mà cảm thời ra. Nếu tôi thuộc rõ danh hiệu địa ngục trong mỗi ngục có 100.000 sổ sở của ví là nhiều ngục. Nên tôi nêu oai thần Đức Phật và vì nhân giả hỏi nên nói số lượng như thế. Người nào rồng ra cả thời cũng kiệt cũng thể hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện phẩm 5 hết. Như Lai tám tháng phẩm thứ 6, lúc đó Đức Phật phóng ra đăng nhìn với tia sáng lớn soi khắp tất cả quả nước chư Phật vào bà đài đúng rằng: Tất cả trời rồng quỷ thần lắng nghe hôm nay ta rào bay rao bài, ta người nghe rao bài những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 10 phương thế giới không thể nghĩ bàn để cùng gặp tất cả tuổi cổ chúng sanh. Sau khi ta dẹp đổ thời các hàng Bồ Tát là sĩ các ông nên sử dụng nhiều phương dược để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi cảnh vui nước, được khỏi tội khổ mà những cảnh vui nước bàn khổ quả thơ thịnh. Nói lời xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hữu Quả chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Nay con được Đức Thế Tôn người khen hóa thần không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát cuối mong Đức Như Lai. Trong mong Đức Như Lai vì tất cả chúng sanh trong đời sau mà nói những nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm đất cho người cùng trời, làm cho trời rồng bạc hồ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời Phật dạy. Đức Phật bảo ngài Hữu Quả Bồ Tát cùng công tử chúng rằng: lắng nghe ta sẽ bị các ông hành họ sơ lược vượt đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm đất cho người cùng trời. Ngài Hữu Quả Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin tham muộn nghe. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phụ Quả Bồ Tát rằng: Trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chấp tay người khen đảnh lễ hoặc luyện một thời, người đó thoát khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Là vì điều này Phụ Quả Bồ Tát, trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một lần chiếm ngưỡng một lần đảnh lễ, thời người này 100 lần sinh đến cung trời đó lợi không bao giờ bị đọa vào ác đạo được. Hoặc lúc ví dụ ngày kia vượt trời đã hết mà sinh xuống nhân gian, cũng là một vị quốc vương không hề mất sự lời lớn khỏi nữ thân, như có người nữ nào nhàn chán thân đại hết lòng cùng dường các tường phệ Phật của ngài Địa Tạng Bồ Tát, các tường
của bậc đức đã cao xuống đồng sắc ngày ngày dính qua ăn uống y phục cẩm lụa rừng pháp tiền bạc vật bảo cũng dường như thế mà không thôi. Người đó sau khi mạng thân gái hiện đời trong tánh mình thì không thọ vào quả được có người nhờ nữa còn là thọ thân gái, trừ khi các người thọ thân gái này của đồ chúng sanh nếu nơi phượng cũng dường là địa tạng bồ tát và sức công đức trong trong mình thì không thọ vào thân người được là nữa. Thân sinh đẹp là điều này của quả bồ tát trong đời sau, như có người nữ nào nhằm giảm thân gái xấu xí bình thường đồ trước tường của ngài địa tạng bồ tát mà kiếm ngược định lệ chừng trong thảy bữa ăn, thời người đó trong nghìn đoàn kiếp được phát sinh và thân sinh đẹp không có uẩn tật. Người được xấu xí đó nếu như không nhằm giảm thân gái trong trăm nghìn mốt đời được làm con gái nhà vua cho để làm vương phi dùng vợ nhà quan lợi có làm con gái là trường giả có tượng màu đóng trang xinh đẹp do nhờ lòng chỉ thành kiếm ngược định lệ ngài địa tạng bồ tát mà được phước như thế. Sáu quỷ thần phổ biệt là vị nữ này của quả bồ tát trong đời sau, như có người thiền nam thiền nữ nào đối trượt thường của ngài địa tạng bồ tát mà rồi các chủ kỳ nhạc nhân ngang người khen cũng dường thiền mạo một người cho đến nhiều người, những người đó ở thiền và lý được các quỷ thần ngày đến thường xuyên phổ biệt không để gặp việc gì hay tai của người lệch chiều những tai vào bất ngờ bản thân cái mất tội là vị nữ này của quả bồ tát trong đời sau, như có người ác hoặc ác thần quỷ nào thể cả thiền nam người thiền nữ cũng tỉnh quy y người khen cũng dường chiếm ngưỡng định lệ hình tượng ngài địa tạng bồ tát mà vòng khấn chế là không có công đức hoặc là không có lợi ích rồi là nhắm răng ra cười hoặc là chế sơ lưng hoặc là chế trực mặt hoặc là khuyến bảo người bạn người cùng chết hoặc là khuyến bảo một người cùng chết hoặc là khuyến bảo nhiều người cùng chết dẫn đến sánh lòng chế bán trong từng một niệm. Những người như thế sau khi một nghìn đức phật hiền kiếp nhập diệt đã rồi vẫn còn ở mãi trong một các vị chiều khổ rất nặng quá khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân vào ngạ quỷ, một nghìn kiếp nữa bị thọ thân vào súc sanh rồi một nghìn kiếp sau mới thọ thân vào làm người, dù làm người nhưng ở hàng bần cùng hà tầng thực nguyện điều sức vì nghiệp ác làm một không bao lâu lại lọt vào ác đạo nữa. Này phụ quả khinh chế người khác cũng dường mà mắc tội nặng như thế cũng được là từ mình sinh khinh chế ác kiểu mà sinh vô tạo nghiệp. Này phụ tám tiêu tiêu trưởng lại điều này phụ quả bồ tát trong đời sống như có người nam người nào làm đá ổn nghiệp mãi đến giường của cầu sống muốn chết cũng được trong giấc chiêm bao thấy quỷ thần hoặc là thấy người thân thích trong nhà hoặc là thì bị bóng đèn hoặc đi trên đường nguy hiểm hoặc là thì thấy quỷ thần cũng đi nhận đấy tại quá trăm trại quá việc để bình lao bình bài trong giấc ngủ kéo rào thế tại quá năm tháng nhận để bình lao bình bài trong giấc ngủ kéo rào thế phạm sâu cổ đó là do nhân nghiệp đào chứ luôn là khinh với chồng nên người đó khó chết hoặc khó lành mắc thần tục của người nam người đó không biết rõ việc đó nên có thể đổi được kiếp Phật Bồ Tát mà tùng có tiện tùng thứ này một việc hoặc là nhận mọc ước tiện một người bình như ý phục nhà cửa ruộng vườn đổi được người bình mà lỡ tiện sự nói rằng chúng tôi đến đọc họ đó ngay vì người bình đổi được kính tượng đang vật cũng dường hoặc tạo thường vật hoặc xây dựng chùa tháp hoặc là mua thẩm đèn dầu thức cũng hoặc là cũng vào bộ thường trụ cứ lớn tiện lớn như vậy ba lần cho người bệnh ngay biết giả sự thần thức của người bệnh đó đã giúp thời cứ một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiện sẵn lớn như vậy và lớn tiền tốn thế này người đó sau khi mạng chúng dầu từ trước đó có vài đến năm tuổi có giảm cũng được phát khỏi hẳn họ sống đầu ở đâu cũng nhớ việc là trước của người là người thiền nam từ được từ mình biết chạy kinh này hoặc bọn người khác biết chạy hoặc từ mình đắp vẽ hình tượng bồ tát hoặc bọn người khác vẽ đắp người đó sau khi thằng bọn họ làm như lời lớn này phục quả mình như bồ tát trong đời sống như có người thiền nam thì đời nào đọc tùng kinh này hoặc có người khen kinh này hoặc có lòng cung kính kinh thời ông không dùng trong mình cũng chịu chuyện bọn người đó tạo lòng siêu năng trở nên tổ tích thời có thể được mình một công đức không thể bị bàn ở hiện tại vì lai chính siêu đồ bốn linh là điều này phục quả bồ tát trong đời sống. Như cửa người nào trong những ngủ hay chiêm bao mà thấy quỷ thần hoặc là các hình thù là lồng hoặc buồn bã hoặc rầu rì hoặc là khóc lóc hoặc than thở hoặc hạ thùng hoặc sợ sệt đó là do cha mẹ anh em chị em vợ chồng thân nguyện người đó trong một đời người đời trong đời người đời bị đòi và ạc đạo chứ được phạt phải không biết trong đâu mà thiệt lực nào để phụ vợ khổ nạn nên mới bị bắt vào để người có tình cuộc chục đời được khổ làm phương tiện gì để thoát khỏi được khổ nạn phạt phải ạc đạo này phụ quả ông nên dùng sức oai thần chỉ hàng quyền thuộc đó đối được tiếp Phật Bồ Tát mà có tiện tùng mà tùng tính này chỉ tâm tùng tính này một biển hoặc thịnh người khác đọc số ba biển hoặc mà biển những người mắc trong ác đạo kia những người thân tuyển mắc trong ác đạo kia khi nghe đủ số này sống sẽ được giải tỏa công thức ngủ không thể mới hiểu về được mười khỏi nô lệ là vì điều này phục vọng bồ tát trong đời sau như có người hà tiền hoặc tận ra tận gái những người không được quyền tự do đoạn nhận nghiệp được rồi được cần phải sẵn hồi đó nhưng người đó khi nghe danh hiệu địa tạng bồ tát thì tìm địa tạng bồ tát rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát một đúng biển những người đó sau khi mạng thân hạ tiền đời trong trăm nghìn kiếp được phát sanh vào vật tu vị không bao giờ bị đọa vào những khổ nếp ác đạo vì một sinh con những nước là điều này của quảng bồ tát về trong khổ sống này trong cả hàng xã đại lời trường dạng bà la môn tất cả hàng người tất cả dòng họ những tộc khác nếu bọn người mới sinh không ngừng là cũng ta theo con gái rồi trong bảy ngày vì điều đẹp đó mà tùng kính này kính một người này một biển hoặc là thịt người khác đọc số ba biển hoặc là nhờ trong hoặc trong bảy ngày niềm danh hiệu ngày địa tạng bồ tát
Và cũng vì đứa trẻ đó mà niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ Tát được bốn miếng, được thể đứa trẻ mới thời sinh ra đó. Dù đời trước đó nó có về làm chi, cũng được ăn uống dễ nuôi là được thêm sống lâu. Còn nếu đứa trẻ đó nếu nó cực lực mà thọ sanh, nó sẽ được ăn vui hơn và sống lâu hơn. 12 ngày tập trá tụng kinh được phước lại vì đứa này phụ quả Bồ Tát có một tháng những ngày 1, 1, 8, 14, 18, 3, 4, 8, 9, 30. Vì ngày trên đây là ngày kết nghiệp tội là nặng hay nhẹ nhất cử động niệm chúng sanh trong quả duyên của đề không chỉ là chẳng phải tội. Của nơi lên những cái buông lúc sáng bằng trồng cắt trả đắng trồng lội. Về đời sau. Như có người nói người đứa nào đối trong 10 ngày đến đây có thể đối được với Phật Bồ Tát các vị hiền thánh. Đọc tụng kinh này một miếng, thời chỗ người đó trong bộ hướng đông tây nam bắc trong khoảng 150 tuần không thể xảy ra việc tai nạn, còn chính nhà cửa người đó trong 5.000 năm gặp phải ác đạo. Trong 10 ngày đến đây nếu có thể tụng kinh này một miếng, thời có thể làm cho những người trong nhà có người mình tự bất ngờ được ám mật cái dịch này phụ quản. Vì thế việc rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có tám nghìn có ức quá thần làm để chúng sanh như thế, chúng sanh quả dưới của đề có nhân duyên rất lớn với Ngài Địa Tạng đại sĩ. Để chúng sanh nào thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, nghe đến điều Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này hoặc là một đời kỳ ngục của kinh, cười người đó được sự ác vui lạ thường trong đời hiện tại, trong trong đời vì đã được tạo sống người bậc tấn quỷ tinh thần xứng đẹp. 13 danh hiệu kinh. Khi nghe Đức Phật tuyên bài lễ Ngài Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ xong, Ngài phục quả Bồ Tát quỳ xuống chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dù từ lâu có là việc vì đại sĩ này có thần lực cũng đại nguồn lực không thể bị bán như thế rồi, xong con muốn tất cả những sanh hiểu rõ nên con mới hỏi Đức Như Lai. Vâng, con cũng cung tỉnh đến lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này có tên là gì và định có lối bổ như thế nào? Đức Phật bảo Ngài phụ quả Bồ Tát rằng: Kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bộ Nguyên Kinh, hoặc là Địa Tạng Bộ Hành Kinh, đấy là cái thứ hai, hoặc là Địa Tạng Bộ Thể Lực Kinh, đấy là cái thứ ba. Do được nhập lâu sau, Ngài Địa Tạng Bồ Tát các người rộng lớn làm lợi chúng sanh như thế nên cả ông phải đủ theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá tính này. Ngay lúc Phật dạy xong, Ngài phụ quả Bồ Tát tính chịu chấp tất cả lời Phật mà lui ra. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Thiên Tôn Bồ Tát. Con xin kính xin đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát hộ niệm phẩm thứ bảy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện. Lợi ích cả kẻ còn người mất phẩm thứ bảy, Thiên Tôn Thánh Đạo. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bánh Thế Tôn, con xem sạch chúng sanh trong sáu đường thâm tâm đồng niệm không chỉ là chẳng phải tội, nhiều gặp phật sự lần khổ thấm tục bắt đầu, còn gặp dưỡng sự bỏ ác lại lần thêm lớn. Những hàng người này như kẻ đi mang đảo đi trong bùn lầy, càng nặng nề không lần càng khủng đủ không lần tiến đạo lụt lục sâu. Những hàng người này nếu gặp hàng thiền thấy thức đồ dùng đạo bậc cho hoặc là đồ dùng đạo bậc cả, bởi vì hàng thấy thức đó có sức khỏe rất mạnh, là còn khiến giảm nhiều được làm cho người đó mạnh lên. Nếu ra khỏi bùn lầy để lấy bằng phẳng rồi, phải xác nghĩ đến con đường hiệu xấu đó mà đừng đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, con xem sạch chúng sanh quả duyên của đề làm việc ác bắt đầu từ mạnh mẽ dần dần đến vô lượng, để chúng dùng sanh theo quay khỏi cảnh lành đó, bằng chung mà cha mẹ hàng tính tổ thuộc làm việc lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc đeo phong lòng học các đường dầu, hoặc việc đồng tung kinh, hoặc là cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát, hoặc là niệm danh hiệu chữ Phật Bồ Tát, hoặc nắm nhiều bất kỳ Phật làm cho một danh hiệu thấu qua lập tá người đó, hoặc nói một cách nghe nghiệp từ theo nghiệp ác của người đó đã đế tạo suy tình định quả báo, sống nhờ hàng tính tổ thuộc tú tạo nhân luôn thành đạo, cho nên tất cả tội chuyện phải đều tu sạch. Nhưng sau khi người đó được chết trong 49 ngày vì người đó mà tu tạo phật lành, thời có thể làm cho người đó được sinh quả trời, sinh là người thực sự rất muốn sửa, mà những người thân thiện cũng được vô lượng lợi. Vì lẽ đó đến nay con đổi được Đức Thế Tôn trời đồng với thần tạo mọi chủng người, còn phi nhân có lời khuyên bảo rằng: chúng sanh quả nhân phù đề, khi có người thân thiện mất phải tưởng thần diệt bỏ diệt hại, diệt tạo nghiệp chẳng lành, cùng đừng tệ lệ của thần cầu cùng mất quả. Vì sao thế? Vì việc diệt hại cái định tệ này đó chẳng đáng lợi cho người chỉ cả, thì tạo thêm nghiệp duyên cho người đó nào thêm thôi. Giả sử đời được hoặc đời này người đó đang phần quả được sinh quả trời của người, nhưng bởi lúc lâm chung hàng thân tưởng tục tạo nghiệp chẳng lành nên làm cho người đó bị ước lùi đổi biên chầm vào chỗ lành thuộc này, lúc sinh tưởng người đó chưa làm được phật lành, vì thế các nghiệp ác họ đã lấy tạo ra mà họ bảo khổ nơi địa ngục. Hàng thân tưởng thuộc họ bảo nó ác đạo, hàng thân tưởng thuộc tự nợ làm cho tội người đó nằm thêm. Cũng vì như có người xa xử đến tuyệt đến thật là bao ngày đồ cả trên vai nặng tâm cân bỗng gặp kẻ lưng cần gợi ích đồ vật nợ, vì thế làm cho người xa xử đó càng cũng đổ nặng nề thêm. Bậc Đức Thế Tôn, con xem sạch chúng sanh quả nhiên của đề làm việc bằng mắt bằng sự lắng giọng được phục các đầy đủ tất cả chúng sanh đó đều từ mình lợi ích cả. Trường giả bạch hỏi: Khi Đức Phật, khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế xong, trong pháp phổ có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị trưởng giả này từ lâu chứng quả vô sanh thiền thân, trưởng giả của đồ chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính thưa Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong quả năm giới phù đề, nếu có người nào sắc bằng chúng mà hàng thân quyển kể lớn người nhỏ, vì người chết đó tu cả công đức tiệt tác cũng dường tàu như vật lành, thân người chết đó có được lợi ích cũng được giải thoát chăng?
kẻ còn bị mất để được lợi ngài địa tạng bồ tát bảo rằng nay tôi vì chúng sanh ở hiện tại vì lai và nước hóa thần đức phật mà nói được việc đó này ông đừng giặc trong đời sau như có chúng sanh nào khi sắp mà chúng bằng nghe thấu danh hiệu ở của đức phật bồ tát hoặc một danh hiệu của một vật chi phật không luận là còn tội hay không tội tất cả đều được giải thoát cả như có người nam người nữ nào lúc sanh tiền không làm việc lành mà lấy ghế để những tội ác sau khi mà chúng cha mẹ hàng thân thuận thuộc tu tập phật lành tu nhân thành đạo thời trong bạch phần công đức thời người chết đó nhiều đạo một phần còn sáu phần công đức thuộc về người hiền lót tu tập đó vì có thể trên đây những người thiền nam thiền nữ trong quả những nam nữ ở hiện tại vị lai khi nghe lời nói vừa trên nên cố gắng tu hành mà tròn hưởng phần công đức con quỷ dị vô thường kia không hề mà đến thần hồn vô bộ mịt ngờ trong 49 ngày như ngay như điệp ở các cái sự lời biểu lộ nhiệt quả khi mà chưa sau khi thập định xong thời bảy điều đọa vào ác đoạn khi thập định xong thời trang nghiệp mà thọ lấy họ báo khi mà chưa bị bá làm sáu đạo bốn lần sau cuộc còn đọa vào đạo thần hồn người chết đó chưa được thọ xong trong 49 ngày trong môn hàng thân quyển thuộc làm việc làm để cùng vực cho quá khỏi 49 ngày trở theo nghiệp mà thọ lại còn báo điều đó là kẻ có tội thời trải quá tám nghìn năm không lúc nào thoát khỏi còn nếu là kẻ phạm tội vô dương thời bài đòi vào địa ngục chỗ của tám nghìn chết mất kiếp là nhận đề ông trưởng giả như trong đời sống nhất trong quả dứt của đề như có chúng sanh gây tội phạm như thế mạng chung mà hàng thân quyển cột nhục làm cái gì giúp phước lành cho người đó trong lúc mà sướng sẵn đến rồi hoặc đứng lúc nào chờ để được đào lỡ ra được đáng đức như thứ chứ nhân vật cùng tăng không được ăn được nữa không tính sạch cái lượng thân người chết đó chứ chẳng được bài phật nào cả còn nữa như tính sạch cái lượng nhân vật cũng cùng tăng thờ trong bài phật công đức thân người chết đó nhờ đào một phần vì cơ thể đến đây những người trong quả dân bồ đề khi cha mẹ thân kiểu mất nên làm cái cũng dường chỉ tâm cổ thật những thời kẻ còn người mất để được lợi khi ngài địa tạng bồ tát loại lời này đến khi tài cũng trời đã lợi có vô số na yết tha quỷ thần phạt tâm bồ đề vô lượng có là điều vui mừng vốn lời dạy làm lễ mà nuôi ra kinh địa tạng bồ tát một nguyện phẩm bài hết kinh địa tạng bồ tát một nguyện các vua la người khen phẩm thứ tám vua la cùng quỷ vương huân tập lúc đó trong dạy nội thượng vi có vô lượng quỷ vương cùng vua yam na lên cung trời đá lời từ chỗ đức phật các quỷ vương đó là đại ác quỷ vương đa ác quỷ vương đại trận quỷ vương bạch hộ quỷ vương biển hộ quỷ vương xích hộ quỷ vương điền quán quỷ vương lang nha quỷ vương đàm thủ quỷ vương phù thạch quỷ vương chủ hao quỷ vương chủ hòa quỷ vương chủ phượng quỷ vương chủ tài quỷ vương chủ xuất quỷ vương chủ cầm quỷ vương chủ thủ quỷ vương chủ nhiều quỷ vương chủ sản quỷ vương chủ mạng quỷ vương chủ tịch quỷ vương chủ hiểm quỷ vương tam mục quỷ vương tự mục quỷ vương ngũ mục quỷ vương quỷ lợi xuất vương đại quỷ lợi xuất vương quỷ lợi xuất vương đại lợi quỷ lợi xuất vương anatra vương đại anatra vương những đại quỷ vương như thế mỗi quỷ vương đều có các tệ quỷ vương trong quản giới bồ đề đều có chức trách đều có phần chủ trì các quỷ vương đó cùng vua yam na lên cung trời đá lợi đừng có một phía vua yam na bạch phật bảy giờ vua yam na bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn chúng con là hàng quỷ chúng con cùng các hàng quỷ vương hóa thần đức phật và ái lực này đều tàng bồ tát lên cung trời đá lợi này có mà cũng vì chúng con có phước làm vậy nên chúng con có chủ quyền thế giới giảm bạch đức thế tôn từ bi chỉ dạy cho đức phật bảo vua yam na rằng cho các ông họ ta sẽ vì ông mà dạy rõ bây giờ vua yam na chiếm ngược đức thế tôn họ ngoài là ngài địa tạng bồ tát rồi bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn con xem xét ngài địa tạng bồ tát trong sáu đường dùng đấm nguyện phương tiện để cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ ngài không từ mệt nhọc ngài địa tạng bồ tát có thần thông không thể nghĩ bàn nhưng tại sao chúng sanh vượt thoát khỏi tội khổ không bao lâu để đọa vào ảo nữa bạch đức thế tôn ngài địa tạng bồ tát có thần lực không thể nghĩ bàn như thế nhưng tại sao chúng sanh không nương vào đường lành được giải thoát mãi mãi của xin đức thế tôn chỉ dạy cho phật giả sợ nhân đức phật bảo vốn la rằng chúng sanh quả như bồ đề tưởng tình tình có nói dài có sữa ngài địa tạng bồ tát đây trải qua trăm nghìn kiếp của vật chúng sanh đó làm chúng sanh được giải thoát những người tôi vẫn mắc tội bảo cái đò lượng lớn ngài địa tạng bồ tát dùng trăm nghìn phương tiện nhiều sẵn tuổi bất nghiệp như làm chúng sanh đoạn nghiệp về đời trước tại vì chúng sanh quả như bồ đề kể kiếp ác mà thường làm những người đó phải ác đạo không bao lâu là trở lại nữa làm một lòng cho ngài địa tạng bồ tát trải qua nhiều kiếp của vật chúng sanh đó vì dưới có người quên mất nhà mình đi thật vào con đường hiệp trong con đường hiệp đó có rất nhiều phật quỷ già xót cùng gặp là hồng xỏ xứ tự trăng gặp bà cả người lạc đường đó đi vào trong con đường hiệp trong giới lạc này sẽ bị hại có một thiền vì thiền thức có pháp luật lạc có thể ngăn chặn được sự hại cùng gặp là quỷ già xót đang đọc tiệp chặt người đi lạc vào con đường hiệp đó bèn bảo rằng cô hay nè ông kia có những gì đi vào con đường hiệp làm này ông có pháp luật là gì có thể ngăn chặn được sự gặp hại chăng người lạc đường nghe lời hỏi của trên mọi việc là con đường hiệp nào bèn liền lướt trở lại đường ra khỏi con đường hiệp nào đó vì thiền thấy tất cả giác thức nhiều dẫn dắt người đó ra khỏi con đường hiện định con đường tục làm giá hộ mà bỏ rằng
này người lạc đường, từ nó trở về xấu, trở đi vào con đường hiểm nào đó lợi ác, mà vào con đường hiểm nào đó ác họ tái phạm, hẳn lại còn tổn đến tình mạng. Người lạc đường sánh lòng cộng đồng lúc từ việc nhau, chỉ ý thức còn giảm thêm. Nếu ông gặp kẻ với người thân, người ấy đường hoặc tái hoặc gái, ông bảo cho một việc con đường đó rất nhiều sự độc hại và đó ác cộng tình mạng, để họ tìm vào tự chết. Vì thế ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, hướng sở chúng sanh, muốn chúng sanh được sinh lên quả trời quả người, thuận sự vui sướng tốt đẹp. Nhìn chúng sanh ở khổ đó khi đã biết đã còn không được hạ nghiệp rồi, không còn chẳng còn được còn nữa. Như người lạc đường kia khi lạc vào có được hiệp, gặp tiền đấy tức dẫn dắt đã rồi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo rằng chữa đi vào có được hiệp nào đó, từ nói rằng mình là người lạc đường, nay được lát quả rồi, chẳng hỏng không còn vào đường đó nữa. Nếu là còn đi vào, thời làm còn mấy lần không biết con đường mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đầy hưởng đất mà. Như chúng sanh bị đòi vào đọc, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trong người phương tiện để cụ vật chúng sanh đòi được giải thoát, sinh lên quả, sinh vào quả trời. Nhưng không bao lâu lại đòi vào ác đạo được. Nếu như chúng sanh kể nghiệp ác quá nặng, thở ở mạng trong địa ngục không lúc nào thoát khỏi. Quỷ vương bày thần nguyện, bày giờ ác bạc quỷ vương chấp tay cũng tỉnh bạch cùng đối vật trần bạch các thể tôn. Chúng con là hàng thủ hướng số đông nhiều vô lượng, trong quả dĩ phù đề có vì làm lợi cho người, có vì làm tổn hại cho người, mỗi một điều không giống nhau. Nhưng theo nghiệp báo của việc chúng con đi qua thể giới ác nhiều lần đi, đi qua sân nhà thành tập sống làm đường vườn buồn nhà, thấy kẻ trái người gái nào làm việc làm bằng sợi lông tóc, hoặc trái một loại pháp một bộ cải, chủ hướng chủ pháp cùng dường tượng Phật Bồ Tát, đọc tùng cương kinh, độ hướng độ pháp cùng dường một bề kinh một cái kinh. Thời hàng thủy vương chúng con làm lễ người đó như định lễ đức Phật thời quả cử hiện tại Vị Lai. Chúng con truyền cả hàng thủy vương có ai lực lượng đều có chức trách đức đa đều có hộ. Điều một đời thì không để những việc, nhưng không để những việc bệnh tật hiện nghèo, những sự không vừa thì nhà người đó để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng hay thay hay thay, cả ông cùng ngũ yên đã ủng hộ người thiện nam trần lực, ta cũng truyền phàm vương để thích hồ về cả ông. Trụ mạng trần thưa, khi Đức Phật nói lời đến vừa sống trong pháp hồ có một vị quỷ vương tên là trụ mạng, bạch cùng chấp tác cũng tỉnh bạch cùng Đức Phật rằng bạch nước thể tôn, bộ nghiệp duyên của con là cá chọn tội thọ của mọi người trong quả giết của đề. Khi sanh thế tự con đều quá biệt đó, nhưng vì cứ theo nơi bộ nghiệp con tất cả chúng sanh đều lúc lớn, nhưng vì chúng sanh không hiểu con như khi sanh thế tự chẳng nữa một. Và làm sao thế? Lúc sinh nở nên làm lành cái hạt. Người trong quả giới phù đề khi mới sinh, con mừng là con đang hướng đại khi sắp sinh. Nên làm việc lành, làm cái nhà cửa vui mừng. Nhà cửa lợi cho nhà cửa thuộc đều vui mừng không sợ làm cho mẹ người con đều được ăn vui. Hàng thân cửa thuộc cũng được thuộc lợi, hoặc khi đã hạ sinh rồi chở diệt hạ sinh vật, cung cấp thực phẩm tươi ngon cho sẵn mà ăn, cũng đừng ngồi họp thân viện cũng đều ăn thịt các sáng đằng sau. Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số má quả quỷ diệt tâm người mượn ăn thịt tâm, nhờ sớm con đã xá lệnh nên hợp đầu địa làm cho mẹ người con đều được ăn vui chẳng gì lợi. Người đó nếu khi được ăn ổn rồi chẳng lại phải làm việc lành đền đạp công ấm thổ địa, trải hài lại diệt hạ sinh vật hồi học tướng viện vì lẽ này làm tội lỗi, tức phải bỏ từ thọ lại tái vào mẹ con đều tội lúc kịp nhất tốt phước. Người trong quả diễn phù đề khi sắc mặt trong khuôn mừng là kẻ làm điều gì con đều muốn chuẩn sáng đó hoặc phải ác đạo. Uống nữa là chúng sanh khi sanh tưởng làm việc làm để đốt thiêu hóa thần cho con. Trong quả nhiên của đề những người làm là đến lúc hoàng thiếu hồn có đánh thần quỷ ác quỷ như ra hình gia mẹ dẫn đến cả hàng tưởng thuộc những giác thần hồn bị loại bạc nào. Uống lúc sinh tình người đó đã vào thành nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh khi chấp bằng chung thần hồn thần thức hôn mê không luận lệ là điều giữ cái đèn mắt cùng tác không thể nghe gì hết. Hàng thân tưởng thuộc của người thân tiểu đó nên làm cái cũng dường chỉ tánh cổ thực nghiệm danh sân nghiệm danh hiệu chức phật tu tạo những nghĩa phúc lành thời có thể làm cho người đó được thoát khỏi ác đạo cả từ ma quỷ ác thần phản liều lưu tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, nhẹ chúng sanh trong quả diêm phù đề khi sắp bằng chung mà nghe danh hiệu Đức Phật Bồ Tát hoặc một có vấn đề đại thừa, con xem xét người đó trừ năm tổ vô giá cùng các tổ sát hại, các tổ nhỏ nhỏ cả phải điều đáng lại bị đưa vào ác đạo phải điều thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn bây giờ Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương trọng, ông vì cõi lòng đại từ nên phát ra lời thề nhường lớn làm ích chúng sanh trong khi sanh thế tử như thế. Trong đời sau như có người nam người nữ nào lúc mạng chung ông trở lặng với lời mèo đó, ông làm cho họ được giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chịu lo trọn đời của con ủng hộ chúng sanh trong quả giới của đề khi sanh thế tử đều được lợi cả. Chỉ trong mong chúng sanh làm theo lời con và tin theo lời con nói trên để tất cả đều lợi lớn. Đức Phật thọ kỹ cho chủ mạng bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng vì đại quỷ vương này trải qua trăm đời làm quỷ vương ủng hộ chúng sanh lúc sanh tử đó là vì Bồ Tát vì lòng từ bi niềm thính quỷ chúng phải quỷ quả phải 170 kiếp được ông đó trở thành Phật hiệu là vô tưởng Như Lai, kiếp đó là an lạc quả được là tình trụ thọ mạng của Đức Phật đó tình nguyện số kiếp cũng thể hiện được.
này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của đại vị vương đó cũng thể bị bằng như thế, tất cả hàng trời người lục địa đều đó cũng thể hàng được. Kính Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện phẩm tám thế. Kính Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện xứng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Khởi Tôn, nay chúng con vì chúng sanh trong sáu đường mà muốn vô bài lợi làm trong đường sinh tử được rất lớn, của xin Đức Khởi Tôn cho phép con ở đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nếu ông muốn khởi lòng từ bi thương xót chúng sanh trong sáu đường mà muốn nói những sự chẳng thể nghĩ bằng, bây giờ chỉ đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có làm xong nhiều đó, ta giờ có vào Nhật Bản cũng phải lo nghĩ đến chúng sanh hiện tại như lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nam mô Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây mà sanh tạm thời sanh lòng cũng tỉnh, từ người này được phát hồi trụ thân tự trong vòng 40 kiếp của nữ lại vậy đó. Thần tượng cũng dường tạm thắng, thời người là được vô lượng vô biến phượng lời. Lại hàng hà sát số về kiếp về quả khứ có Đức Phật ra đời đều là Bụ Thắng Như Lai. Nam mô Bụ Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây quy y trong trình thạch một thai, thường người này không bao giờ thổi chuyện nó đạo bối thượng chánh giác, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời đều là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nói định danh hiệu Đức Phật đây khoảng có lộ tai, thời người đã được 1.000 tầng sinh lý sáu tầng rồi còn được còn là chỉ tâm sanh niệm, là bất cả thuyền về quả khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hồng Như Lai. Nam mô Sư Tử Hồng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nói định danh hiệu Đức Phật đây mà quý ý trong chừng một niệm, thời người này được vô lượng Phật xóa đặt thọ ký cho, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nam mô Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào mới đành nhánh hiệu Đức đây mà chiếm ngưỡng lệ bà tạm thảm, thân người này trong 1.000 Đức Phật ở hiện kiếp được làm vì phạm vương được thọ ký vô thượng cho, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nam mô Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe định danh hiệu Đức Phật đây không bao giờ đòi bạc nào được sinh lên quả trời quả người hưởng sự thù thắng với nhiều, lại vô lượng vô số hàng hà sát kiệt về quả khứ có Đức Phật ra đời đều là Đa Bụ Như Lai. Nam mô Đa Bụ Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe định danh hiệu đây Đức Phật đây đều được thoát khỏi ác đạo được sinh lên quả trời hưởng thù thắng với nhiều, lại về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời đều là Bụ Tượng Như Lai. Nam mô Bụ Tượng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây sanh lòng cung kính không bao lâu tiền quả la hán, lại vô lượng vô số người kỳ về quả cử có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sát Đàm Như Lai. Nam mô Ca Sát Đàm Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây liền thoát khỏi tội sinh tử trong vòng 100 đại kiếp, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Như Lai. Nam mô Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe định danh hiệu Đức Phật đây được vô cùng chư Phật nó phát nào cho điều lường hành đạo Bồ Đề, là về thuộc quả khứ Đức Phật là nhiều Phật Đức Sơn Phật Đức Tỷ Tạng Phật Đức Tình Chánh Phật Đức Thành Tụ Phật Đức Vô Lượng Phật Đức Diệu Thánh Phật Đức Mạng Phật Đức Nguyện Kiệt Phật, có bất cả thuyết Đức Phật như thế, tất cả chúng sanh ở hiện tại người Lai hoặc trời hoặc người nam người nữ chỉ niệm danh hiệu Đức Phật thôi đã có vô lượng công đức, uổng nữa là sớm niệm đường danh hiệu, người này khi sanh cái tự đạo rất lớn không bao giờ bị đọa vào đạo nữa. Nếu có chúng sanh nào sau khi sắc màng chung mà hàng thân viện nhận đến một người vì người bệnh đó nhận lẫn danh hiệu Đức Phật, người chết đó trừ năm tội vô dạng cả tội nhỏ nhỏ khác tại đều tiêu sạch, năm tội vô dạng kia dù rất nặng nề đáng lại trải qua kịp không lúc nào thoát khỏi quả cụ, nhưng bởi lúc năm chân nhờ người khác đó sớm niệm danh hiệu Đức Phật nên tất cả tội nặng lần tiêu sạch. Cuộc nữa là chúng sanh tự mình sinh niệm danh hiệu, người này đàn vô lượng quả lành, từ giờ vô lượng khổ. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện quyển trung hết. Bộ hành Địa Tạng thì ngầm rong sâu gầy vàng chấu sáng được của chúng sanh địa ngục khổ không ngừng kính tịnh thiền thành khó mất khổ trầm luân. Nam mô thiền trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện quyển trung hết. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.